Các đại diện tham gia cuộc gặp của nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp pháp châu Âu OSCE với đại diện Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk đã nhất trí ngừng chiến dịch ở miền đông trong vòng một ngày để tạo điều kiện cho các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 của Malaysia bị rơi. Các bên cũng nhất trí cần nhanh chóng thả các con tin bị bắt trong các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Ngoài ra, các bên cũng đạt thỏa thuận kiểm soát chặt và giám sát biên giới giữa Nga và Ukraine, cũng như việc thành lập một cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của OSCE nhằm kiểm tra các hoạt động kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn trên có hiệu lực. Theo OSCE, hiện các chuyên gia quốc tế đã sẵn sàng cùng với các chuyên gia Hà Lan và Australia thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường máy bay MH17 rơi. Công tác điều tra hiện trường dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 đến 3 tuần. Hiện đã có 4 chuyên gia Hà Lan và Australia được đến nơi máy bay MH17 bị rơi sau nhiều ngày giao tranh dữ dội, khiến họ không thể tiếp cận khu vực này.